Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng trên địa bàn huyện Đắc Hà hướng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ, đồng thời phục vụ phát triển ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của huyện. Trong 7 tháng đầu năm 2024, hoạt động ngân hàng tại huyện Đắc Hà đạt được nhiều kết quả khả quan. Nguồn vốn huy động tại địa bàn huyện đạt hơn 2.080 tỷ đồng, tăng hơn 110 tỷ đồng so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2023. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn huyện đạt hơn 4.400 tỷ đồng, tăng 27 tỷ đồng so với cuối năm 2023. Nợ xấu chiếm 0,7% trên tổng dư nợ cho vay trên địa bàn huyện. Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn ngày càng phát triển, các dịch vụ tiện ích, sản phẩm của ngân hàng đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Tại hội nghị triển khai công tác ngành ngân hàng tỉnh Con Tum trên địa bàn huyện Đắc Hà năm 2024 diễn ra vào chiều nay 20 tháng 8, các đại biểu đánh giá nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục phát huy vai trò quan trọng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Đắc Hà. Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động ngân hàng trên địa bàn huyện Đắc Hà gặp một số khó khăn vướng mắc trong triển khai các hoạt động đầu tư tiến dụng và trong cung cấp sản phẩm dịch vụ khác. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, xác định nguyên nhân của những khó khăn vướng mắc, các đại biểu kiến nghị đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng trên địa bàn huyện Đắc Hà trong thời gian tới.